Chào bạn, lâu rồi mình lại xuất hiện và hôm nay thay vì giới thiệu hay trên tay một chiếc điện thoại nào đó thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của chính TZ.vn. Đó là một cửa hàng thực thụ với tên gọi Z Store. Đây là một cửa hàng tại địa chỉ 740/2 Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chính là căn nhà màu tím rất đẹp ở phía kia. Sau một thời gian dài chuẩn bị thì cửa hàng Z Store cũng sắp ổn định và đi vào hoạt động. Với dự án mới này thì TZ sẽ là một địa chỉ để những người yêu công nghệ cùng giao lưu. Bạn có thể tới đây để tìm mua những sản phẩm công nghệ mới với chất lượng được đảm bảo bởi chính TZ.vn và các đối tác, được giao lưu với những người yêu công nghệ khác hoặc đơn giản là cài đặt, sửa chữa máy móc khi cần. Z Store sẽ chính thức khai trương vào ngày 23 tháng 9 tới đây và bật mí là sẽ có rất nhiều quà tặng được trao đến khách hàng trong dịp này. Mời các bạn đến tham quan và mua sắm. Xin chào và hẹn gặp lại!